À, mọi người niệm Phật chúng ta Nhớ câu này ấy, quý vị à, Dù trong cuộc đời của mình à, à, Mọi người có bỏ rơi mình hết Nhưng mình niệm Phật Phật A-di-đà nhất định sẽ không bỏ mình Nhớ chỗ này Nên à, à, Bổ nguyện của Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh vô điều kiện chúng ta phải tin ngài nên chư tổ sư nói rằng người niệm phật được giảng sanh hay không là do tính nguyện có kiên cố hay không nên phải gây dựng tính nguyện cực kỳ kiên cố dù tất cả mọi người không niệm phật ta cũng phải niệm phật đó gọi là tính nguyện kiên cố chứ không phải chúng ta niệm phật mà chúng ta nhìn những con người bỏ niệm phật rồi chúng ta bị dao động tâm có nghĩa là có những lúc rất nhiều người niệm phật nhưng có những lúc rất nhiều người sẽ bỏ niệm phật ta giảng niệm phật một hai năm sau những người bỏ niệm phật đi tứ tung lang tang nhìn lại mình giảng niệm phật Nên một câu Phật hiệu chúng ta chân thật niệm đến cùng. Nên đại lão ở Tình Tình Không người nói rằng là lão thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Lão là già dặn quý vị. Gây dựng tính tâm tính nguyện già dặn kiên định kiên cố. Phải nhớ. Thì phải nhớ rằng mình niệm Phật Thì Phật A Đà tiếp dẫn mình Niệm Phật là việc của mình Tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật Mình phải tin ngay Phật Ngay bổ nguyện của Phật Còn tất cả con người xung quanh Thuận nghịch đều là giúp mình tăng thượng duyên Nếu như mình tính nguyện niệm Phật Nhớ kỹ câu Nếu như mình gây dựng tính nguyện niệm Phật kiên định Thì tất cả thuận nghịch xung quanh mình là giúp mình tăng thượng diệt. Giúp mình tăng thượng diệt á. Thuận mình cũng nghĩ là vô thường mà nghịch nó cũng nghĩ là vô thường. Đã biết là vô thường thì mình tăng chân thật niệm Phật để cầu sanh cực lạc thì đó là giúp mình tăng thượng diệt. Còn nếu như mình niệm Phật mà mình trông chờ cái bên ngoài để cứu độ mình là sai. Nếu như mình niệm Phật mình, mình trông chờ cái bên ngoài cứu độ mình là sai. Ví dụ như giờ mình niệm Phật mà mình ở nhà mình niệm Phật chân thật mà mình lo rằng là khi cuối cuộc đời không ai hộ niệm giúp mình, mình sợ. Vì thì mình không tin Phật. Quý vị coi giờ bổ nguyện của Phật A Di Đà Ngài phát lên rằng là chỉ cần niệm danh hiệu ngài chí tâm tinh ưa đến khi mệnh chung, chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm thì ngài đến tiếp dẫn giáng sanh. Thì ngài sẽ tự biết được con người này có nhân viên người ta đến hộ niệm, ngài sẽ tự sắp xếp. Con người này không cần ai hộ niệm Thì duyên của người này là như vậy Ngài sẽ sắp xếp như vậy Phật A Di Đà Ngài có cách sắp xếp cực kỳ đặc biệt luôn Hãy chân thật mà tin Phật đi Các vị sẽ thấy Cực kỳ thù thắng luôn Còn tin vào con người là tùy vào Phước Duyên Tin vào con người thì tùy vào Phước Duyên Nhưng tin vào Phật Thì hoàn toàn viên mãn Có nghĩa là tin vào Phật Thì hoàn toàn viên mãn có những việc quý vị tin Phật Giống như vị giống như té sông té giết Giống như bị mất sạch vậy. Nhưng cuối cùng vị tin Phật đi rồi Vị sẽ thấy Vị sẽ có lại tất cả Sự tốt đẹp của nó còn thù thắng hơn Là cái lúc quý vị chưa mắc Phải tin Phật mới thấy ra Còn mình mà không tin Phật Mình tin con người là mình sẽ lo âu à? Đa phần là cái không tin Phật Là sẽ lo sợ liên vậy đó Tuy là cũng niệm Phật giải sanh Nhưng cái tin cái bên ngoài lo cái bên ngoài cầu cái bên ngoài đều là sợ cái bên ngoài không có giúp mình đều là sợ đây gọi là không tính nguyện niệm phật cầu sanh cực lạc quý vị biết rằng những đức tâm sự với quý vị là dựa vào tính nguyện niệm phật chứ không phải những đức kêu quý vị phải dựa những đức nhớ kỹ điều này nghe những đức cũng là dựa vào bốn nguyện niệm phật quý vị cũng phải dựa vào bốn nguyện niệm phật Chư tổ sư cũng có dựa vào tính nguyện niệm Phật. Nên cái người mà tu tịnh độ, tại sao có những người tu tịnh độ hướng dẫn không ai tu theo được hết? Biết gì sao? Vì tuy họ tu tịnh độ nhưng họ không có dựa vào bổ nguyện. Tuy họ tu tịnh độ nhưng họ dựa vào tự lực. Có những người tu tịnh độ niệm Phật mà dựa vào tự lực. Nên cái lời nói họ nói ra quý vị thấy quý vị không có cơ hội. Không Có cơ hội nên có một vị đại lão hòa thượng cũng có rất có tiếng tâm ngài nói một câu rằng ngài rất thích niệm phật từ xưa giờ ngài nghe nhiều vị giảng về tịnh độ ngài thấy mình không có cơ hội tuy cũng niệm phật mà thấy mình không có cơ hội vì các ngài nói về nhất tâm ngài thấy mình không thể nào đi vào nhất tâm được nhưng khi đọc đến sách của đại sư thiện đạo pháp nhiên thượng nhân thì mới thấy rằng nhất tâm mình có thể làm được Nhất tâm có nhiều người giảng Khác nhau nghe quý vị Có những người nói về nhất tâm Là chỉ có một niệm Phật Không có một vọng tưởng nào hết Thì gọi là nhất tâm Cái nói đó thì phàm phu mình không có cơ hội Tại vì mình là một chúng sanh Loạn tâm Nhiều loại Thể loại mà sanh đến cõi ta bà Kêu mình không có một tâm niệm nào khác ngoài câu ấy là vật thì mình không có làm được rồi đó quý vị coi mình là từ cái nhân sinh đến khỏi này mà từ ngay cái duyên của cha mẹ vọng tâm vọng tưởng mà đê, mà mà đến với nhau rồi mình hình thành cái gốc mình đã là như vậy rồi mà kêu mình không có một chút vọng tưởng để được giảng sanh thì việc này phàm phu không ai làm được chắc chắn luôn nên ngài nói rằng là nghe nói nhất tâm ngài thấy mình không có phật nghe nói về cái việc Niệm Phật thành khói đâu này kia là thấy mình không có Phật Nhưng mà đọc tới bổ nguyện Của Ngài Thiện Đạo là Phật A Đà Quá Thăng Thì thấy mình có Phật Các Ngài giảng về Nhất Tâm Nhất Tâm các Ngài nói Nhất Tâm Là một câu Phật hiệu niệm đến cùng Không lọn Là dù ai có nói cái gì mình cũng không bị dao động tâm Gọi là Nhất Tâm không lọn Ngài nói tôi làm được chỗ này Một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì tôi làm được không loạn là dù ai nói gì tôi cũng không bị dao động tâm thì tôi làm loạn tôi làm được cái nhất tâm không loạn còn nếu mà kêu mà nhất tâm mà là không có một chút tâm niệm nào khác thì tôi bỏ tài dù tu bao nhiêu chục năm tôi đọc bao nhiêu sách tôi tu bao nhiêu pháp tu nhưng mà nói về nhất tâm không loạn mà kiểu mà không có vọng tưởng gì thì tôi không bao giờ làm được nên quý vị biết rằng là Đức Phật Ngài cũng Chọn cái người Mà đem tịnh độ Đem cái thế giới cực lạc Để đi hoàn truyền Giới thiệu Cái quốc độ của Ngài Phải là một con người Phù hợp vào Cái cuộc sống nhân sinh Như vậy thì Cái thế giới cực lạc của Ngài mới có nhiều người về Còn nếu như Đưa một người mà nói cao siêu thì chúng sanh nó cõi ta bà này Cái như là bó tay hết luôn Tuy là niệm Phật mà niệm cầm chừng chơi vậy thôi Thấy mình không có cơ hội Nhưng Đức hỏi quý vị nè Quý vị đi học Mà quý vị thấy rằng Học mà bằng một cái sự mù mờ tương lai không có Vậy thì cái sự học quý vị giống như là Có thời gian sách, cấp sách đến trường chơi vậy Để cho qua ngày đoạn tháng Quý vị, vị biết học sinh bây giờ Rất nhiều học sinh như vậy đó Khi vị hỏi con học sau này làm ngành nghề gì Nó đều nói không biết đã nói là không biết thì không có con đường không có phương hướng thì đâu có cố gắng làm gì nên đi học bây giờ gọi là đi chơi quý vị vô trường cho hết giờ xong nó thay đồ khác đi chơi tại vì sao vì nó không có phương hướng giống như quý vị tu mà tu mà không có cơ hội giảng sanh vì thì bản thân mình tu cho qua ngày chơi vậy thôi niệm phật lơ lơ chơi vậy thôi còn nếu như quý vị thấy mình có cơ hội giảng sanh thì tức khắc bản thân mình sẽ thích niệm phật liền như bản thân những đức niệm phật dù những đức còn sai đó lỗi lầm nè hư nè nhưng như đức niệm phật như đức tin sự cứu độ phật a di đà tin con tin vào ngài quý vị biết đó đối với phàm phu sai lầm này bởi vì cho người ta cơ hội vì tin tưởng người ta mà người ta còn quắc cường nỗ lực không phụ lòng tin của quý vị, quý vị mà ta cố gắng này không chi là bổ nguyễn di đà phật a di đà là toàn giác toàn năng toàn giác là hoàn toàn giác ngộ toàn năng là đầy đủ khả năng bạn chỉ cần tin bổ nguyện của ngài mà đây là lời hứa của ngài nữa quý vị phải tin kinh vô lượng thọ 48 lời đại nguyện nguyện thứ 18 là từ một điểm đến 10 niệm chí tâm tinh ưa cuối đời từ một điểm đến 10 niệm ngài tiếp dẫn gián giáng sanh quý vị phải tin 100% nếu như bổ nguyện này là sai các ngài sẽ cho người đến để điều chỉnh lại liền các ngài không để vị đi làm đường lạc lối đâu nếu như quý vị tin vào câu ai với đạo phật 100% nếu như là sai mà quý vị chăng thật niệm danh hiệu ngài mà sai ngài sẽ đến điểm hóa quý vị ngài không bỏ quý vị đâu 100% phần ngài sẽ đến nói với vị nghe con niệm phật như vậy là sai rồi con sẽ không được giảng sanh đâu con phải thêm cái này cái này cái này ngài sẽ chỉ quý vị vì sao vì ở cõi đời này không có ai có khả năng chỉ được quý vị Giống như ở đất nước Ấn Độ Có rất nhiều mối đạo Cái thời điểm đó người ta tu thiền Người ta đạt đến Thiền định thứ 8 Đó nghĩa là người ta đi đến từng chờ cao nhất Của thiền định Hiểu chưa? Người ta chưa đạt đến bà la hán Nhưng người ta rất mong Người ta vượt khỏi lục đạo lương hồi Cái tâm người ta đã muốn như vậy luôn thì Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài sẽ sinh đến đất nước Ấn Độ. Thời điểm đó không có một quốc gia nào mà có thể tu hành mà có thể đạt được cái từng chờ đó hết. Nhưng chỉ có đất nước Ấn Độ là có những con người tu và muốn siêu dược thập pháp giới. Có nghĩa là các ngài muốn chứng quả A La Hán luôn. Không còn nằm trong dòng sanh tử. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài sinh đến đất nước Ấn Độ để giúp đỡ. Vậy thì nếu như quý vị là người tính nguyện niệm Phật Muốn sanh về thế giới cực lạc Chăng thật niệm danh hiệu Ngài mà mù mờ mà sai Thì Phật Ai-di-đà không phái ai hết Mà đích thăng Ngài phải đến Đích thăng Phật Ai-di-đà Ngài đến Đến đi làm chi? Điểm hóa cho bí vị, vị Nên một người mà hướng dẫn mình niệm Phật Mà đặt vào họ là sai Mà đặt vào bốn nguyện di-đà là đúng Mình chỉ là học sinh Mình chỉ là người cùng niêu lên để mà chúng ta cầu cứu với Phật A Di Đà. Những đức cũng đang cầu cứu Phật A Di Đà. Chúng ta đều là những người đang cầu cứu Phật A Di Đà. Chứ không phải là những đức quý vị phải nương những đức. Mà những đức cũng phải nương Phật A Di Đà. Quý vị cũng phải nương Phật A Di Đà. Nên cái người mà dù ở nhà niệm Phật một mình đừng có lo, đừng có sợ, yên tâm. Cứ niệm Phật, cứ lão thật niệm Phật đi, tu xong rảnh bấm số niệm phật tiếp tục dùng mọi phương cách phải niệm phật phải niệm phật nhìn thiện nhìn ác gì cũng ai với đà phật cứ niệm phật đi thì quý vị sẽ tin cuối cuộc đời quý vị khỏi lo người hộ niệm hay không hộ niệm gì hết có người hay không có người gì hết phật ai với đà này sẽ đến an ủi quý vị nếu như có người hộ niệm thì cũng giảng sanh mà không có người hộ niệm thì phật ai với đà đích thăng dẫn Bồ Tát hàng thánh chúng thế giới cực lạc sẽ đến nhà quý vị, vị sẽ đến nhà quý vị, vị các ngài sẽ đến nhà quý vị, vị sẽ giúp đỡ quý vị, vị ngài không có bỏ quý vị, vị cô đơn đâu đừng có lo thầy ơi những đức thấy rõ ràng 100% nè bản thân những đức nè ở trong chùa chuyên tâm địa phật nè khi đi ra bên ngoài những đức còn thấy mình không cô đơn nè quý vị khi bước ra bên ngoài là tự nhiên có người đến chơi với những đức liền à không có cô đơn chút nào cả Thì biết rằng là mình mà chăn thật niệm Phật Phật A-di-đà sẽ không bao giờ bỏ mình Quý vị hãy tin bổ nguyện Di-đà đi quý vị Tin 100% đi Đừng có lo sợ cái chuyện Cuối cuộc đời không có người hộ niệm không giảng sanh Quý vị mà chỉ cần nghe ai nói một câu Rằng tôi sẽ giúp quý vị giảng sanh Sai Nhớ kỹ Mà quý vị phải nói một câu rằng Phật A-di-đà Các ngài sẽ tiếp dẫn quý vị giảng sanh Quý hãy niệm danh hiệu Ngài đi Đúng bổ nguyện Nguyện thứ 18 Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta Chí tâm tin đưa niệm danh hiệu ta Đến khi mệnh chung Chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm Ta là Phật Ai Di Đà Sẽ tiếp đến tiếp dẫn chúng sanh đó Về thế giới cực lạc Ngoại trừ những người Trừ những người gì Phỉ bán chánh pháp Tạo tội ngũ nghịch Trừ hai loại người phỉ bán chánh pháp chánh pháp là chánh pháp gì niệm phật là chánh pháp thờ mà pháp niệm phật là chánh pháp không phải mạt pháp vì pháp môn niệm phật có người giảng sanh nên pháp môn tịnh độ là chánh pháp mà họ phỉ bán chánh pháp là họ không niệm phật nên trừ những người không niệm phật thì không được giảng sanh tạo tội ngũ nghịch là giết cha giết mẹ giết bậc a la hán phá hoại hợp tăng làm thân phật ra máu thì năm tội này, hai loại này mà đã làm như vậy thì họ không tu, không niệm Phật thì không giảng sanh. Mà nếu hai loại này mà tạo rồi mà quay đầu lại niệm Phật giống như vua A Thế thì cũng được giảng sanh. Mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là rằng là giảng sanh thượng phẩm trung sanh. Không, thấy chưa? Thấy bổ nguyện thù thắng chưa? Đó, vì đọc cái nguyện thứ nhất đi phải không? Cái nguyện thứ nhất đó chúng sanh chuẩn bị đỏ địa ngục luôn. Mà niệm danh hiệu Ngài cả chúng sanh đỏ địa ngục rồi luôn mà nghe được danh hiệu ngài ngài cũng đến cứu không chi là chúng ta chưa đỏ địa ngục dù có tạo tội nghiệp gì nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội niệm phật thì chúng ta sẽ được cứu nhớ kỹ ngay quý vị phải tin vào bổ nguyện niệm phật nha gây dựng tính nguyện niệm phật chân thật niệm phật để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc anh di đà phật anh di đà phật anh di đà phật